Hello anh em, vừa rồi thì bên mình về những cái dòng túi nó gọi là Crush Gold như này thì rất nhiều anh em ủng hộ và đặt hàng rất là nhiều thì mình vô cùng cảm ơn. Tuy nhiên thì cái tên này vô cùng tranh cãi luôn. Cái túi này thì anh em mình thấy nhiều anh em trên mạng hoặc là trên các bài viết trên trang web thì gọi là túi này gọi là Crush Gold. Tuy nhiên thì nếu mà tìm trên trang web nước ngoài thì gần như không có. Thì mình nghĩ rằng cái tên này là tên anh em mình bịa ra thôi. Còn nếu mà ở nước ngoài những cái túi này trên trang các trang thương mại điện tử quốc tế thì nó gọi là Pouch. Một trong những cái câu hỏi mà mình nhận được khá nhiều là hỏi là hướng dẫn sử dụng cái túi này. Rất nhiều anh em dùng nó là kẹp nách kiểu này. Bên mình trang bị cho anh em một cái quai. Thì ví dụ như anh em có thể cầm sách như này. Cái trường hợp mà cặp nó nặng quá ấy, thì mà trong anh em để nhiều đồ thì anh em có thể cầm như này thì nó cũng rất là chắc chắn. Kiểu thứ ba thì bên mình có trang bị cho anh em cái dây này, nó cũng tặng và kèm trong bên trong túi luôn. Thì nhiều anh em có thể là đeo kiểu treo chéo như này. Bên mình còn trang bị cho anh em một cái dây da như này. Thì nhiều anh em cũng có thể là luồn tay qua cầm như này thì cũng rất là chắc chắn. Cách cuối cùng là cái cách mà mình hay sử dụng nhất thì anh em cũng nhiều anh em cũng nói rằng là những cái loại cặp nách như này là già đúng không, thì để cho nó bớt già thì bình thường mình sẽ rút cái dây ra lại, sau đó mình sẽ đeo theo kiểu này thì nó sẽ ngang ngang trước bụng như này. Ví dụ mình đi lại hàng ngày có thể là kéo túi ra rút ví ra điện thoại thì nó cũng khá là tiện. Okay, với cái sản phẩm túi nó gọi là túi Goop này thì mình giới thiệu anh em 5 cách sử dụng. Thế anh em đồng ý với cách nào không? Hoặc là nếu anh em có nhu cầu mà sử dụng những cái sản phẩm mà nó nhỏ gọn hơn thì bên mình cũng có. Vậy nên là anh em quan tâm đến các sản phẩm đầu ra thì nhắn tin cho mình sẽ tư vấn.